Xin chào tất cả các bạn. Trong bài học hôm nay sẽ tìm hiểu về requirement process, tức là các quy trình xử lý yêu cầu trong phát triển các dự án phần mềm. Nội dung của bài học sẽ tìm hiểu về requirement process, về requirement classifying, common practice, problems. Trước hết chúng ta sẽ xem xét về quy trình xử lý yêu cầu Requirement Process Requirement Process Đây là cái giai đoạn đầu tiên của cái công nghệ phần mềm Thì chúng ta sẽ thấy đó là Requirement Thì sẽ thể hiện Ở trong cái giai đoạn đầu tiên Và Ở trong này thì Chúng ta có thể tìm hiểu và phân tích cũng như là nắm được các cái yêu cầu cụ thể của cái hệ thống phần mềm. Mục tiêu của Requirement Process để đảm bảo rằng các yêu cầu đối với các cái sản phẩm phần mềm được định nghĩa và hiểu rõ, nhận biết những gì khách hàng yêu cầu, hiểu nhu cầu và mong đợi của khách hàng và để tạo ra SRS tức là software requirement specification tức là các cái đặc tả yêu cầu phần mềm để thiết lập duy trì các thỏa thuận với các nhóm người yêu cầu và bị ảnh hưởng để đảm bảo các yêu cầu được đáp ứng và yêu cầu là cái tài liệu và kiểm soát để thiết lập một cái cơ sở cho việc phát triển phần mềm và quản lý dự án sau này. xem xét về quy trình xử lý yêu cầu thì đầu tiên đó là sẽ gợi ý và phân tích các yêu cầu à, tiếp đến là sẽ phát triển SIS tức là Software Requirement Specification và sẽ cho ra được SIS Ở đây là sẽ cho ra được đó là hồ sơ phân tích và à, kiểm tra cái tính hợp lệ và của các cái yêu cầu thì sẽ tạo ra được cái hồ sơ về kiểm tra. À, tiếp đến là sẽ quản lý các cái theo vết và tiếp tục là quản lý cái trạng thái yêu cầu và quản lý các cái thay đổi về yêu cầu. Thì trong này sẽ thực hiện đó là cập nhật SAS và sẽ các cái tạo ra các cái hồ sơ thay đổi cũng như là tạo ra cái ship để một quản lý giai đoạn đầu tiên đó là gợi ý và phân tích yêu cầu. Yêu cầu thường không được trao cho chúng ta mà chúng ta cần phải gợi ý cho khách hàng để từ đó có thể rút ra được các cái yêu cầu và cái mong muốn của khách hàng nó là gì thì phải làm việc với khách hàng và các bên có liên quan để đưa ra các yêu cầu thì các cái dịch vụ mà hệ thống cần cung cấp và các cái ràng buộc mà hệ thống phải đáp ứng thì phân tích yêu cầu sẽ được thực hiện để có thể phát hiện và giải quyết các cái mâu thuẫn giữa các yêu cầu và tiếp đến sẽ khám phá các cái giới hạn của phần mềm và cách thức và tương tác với môi trường xử lý các yêu cầu hệ thống phức tạp để lấy được các yêu cầu phần mềm phát triển các cái tài liệu yêu cầu hay là SRS tức là cái đặc tả yêu cầu về phần mềm thì requirement document là tài liệu chính thức của những gì cần thiết cho hệ thống và thông thường thì chỉ bao gồm các cái yêu cầu hệ thống nhưng đôi khi cũng có thể bao gồm các cái yêu cầu người sử dụng và nó không chỉ là tài liệu thiết kế mà còn mô tả những cái gì mà hệ thống nên làm hơn là cách tạo ra hệ thống như thế nào. Và trong này thì chúng ta thấy là người dùng hệ thống hay là system customer, quản lý system engineer tức là các cái kỹ sư hệ thống, system test engineers là các cái kỹ sư kiểm thử hệ thống, system maintenance engineers là các cái kỹ sư bảo trì hệ thống. Thì đối với lại người dùng hệ thống tức là khách hàng hệ thống thì sẽ xác định là các cái yêu cầu và đọc ở các cái tài liệu này để kiểm tra là các cái yêu cầu đó có thỏa mãn được cái nhu cầu của họ hay không và sẽ xác định các cái thay đổi có thể xảy ra đối với các cái yêu cầu đối với quản lý thì sử dụng requirement document để lập cái kế hoạch về đấu giá hệ thống cũng như là kế hoạch về xử lý cho cái quá trình phát triển hệ thống sau này. Đối với kỹ sư hệ thống sẽ sử dụng requirement để có thể hiểu về là hệ thống gì sẽ được phát triển. Và đối với lại các cái kỹ sư về kiểm thử hệ thống sẽ sử dụng các cái yêu cầu tức là requirement để phát triển các cái kiểm thử để kiểm tra cái hệ thống. Và Đối với kỹ sư về bảo trì hệ thống thì sẽ sử dụng requirements để giúp hiểu hơn về hệ thống và các cái mối quan hệ giữa các phần ở trong hệ thống. Về user requirement definition tức là các cái định nghĩa yêu cầu của người dùng là chỉ ra những gì mà người dùng cần cho công việc của họ, thì bao gồm tất cả các cái yêu cầu khách hàng, các cái quy tắc nghiệp vụ và các ràng buộc khác. Software requirements specification tức là các cái đặc tả yêu cầu phần mềm, thì đây là một tập hợp các cái yêu cầu phần mềm đầy đủ, nhất quán và chính xác, càng tốt. thì từ quan điểm của cái nhà phát triển và tài liệu sau này là cơ sở tham chiếu chung của các yêu cầu phần mềm cho khách hàng phát triển thử nghiệm và quản lý dự án ví dụ là chúng ta có cái đặc tả yêu cầu phần mềm ở trong file YourBank CRM CRM SRS version 1.0.1 Lợi ích của việc là tạo ra tài liệu tốt là cơ sở để thỏa thuận giữa khách hàng và các cái nhóm về những gì mà các sản phẩm phần mềm này làm, giảm thiểu chi phí phát triển, cung cấp một cái cơ sở cho việc lập dự toán chi phí, lịch trình, cung cấp một cơ sở cho việc xác nhận và xác minh, tạo thuận lợi cho việc chuyển giao và phục vụ cho việc nâng cấp sau này. URD, User Requirement Definition thì sẽ phân tích các yêu cầu người sử dụng và chúng ta chuẩn bị danh sách các cái QA, tức là Question and Answer, danh sách các câu hỏi và trả lời để làm rõ các nội dung chưa rõ với khách hàng và có thể gọi hay là phỏng vấn khách hàng nếu cần thiết. SRS thì phát triển các cái trường hợp và yêu cầu hệ thống, phát triển các đặc tả chức năng và chúng ta sẽ tiến hành xem xét và phê duyệt SRS, thì sẽ thực hiện các cái cuộc họp để có thể xem xét và phê duyệt chính thức của cái tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm. Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét validate requirement tức là kiểm tra các cái yêu cầu thì mục đích là chắc chắn các cái yêu cầu hệ thống xác định là khách hàng thực sự muốn gì. À, chi phí cho việc sửa lỗi từ yêu cầu khách hàng là rất cao nên cái việc kiểm tra các yêu cầu là rất quan trọng. Ví dụ, sửa một lỗi yêu cầu sau khi bàn giao hàng có thể chi phí lên đến 100 lần so với chi phí của việc sửa lỗi thực hiện. Kiểm tra các yêu cầu thì sẽ tiến hành đó là kiểm tra cái tính hợp lệ, kiểm tra cái sự nhắc quán, kiểm tra tính đầy đủ, kiểm tra tính thực tế và kiểm chứng các yêu cầu. Requirement Review thì sẽ phân tích rõ các yêu cầu hệ thống, sự tham gia của người dùng, khách hàng và đối tác có liên quan. Prototyping đó là tạo mẫu thì sử dụng một mô hình thực thi của hệ thống để kiểm tra các yêu cầu. Model validation để kiểm tra và xác nhận chất lượng của các cái mô hình phát triển trong phân tích và test case generation thì phát triển thử nghiệm đối với các yêu cầu để kiểm tra khả năng kiểm thử Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét manage traceability tức là quản lý truy vết. Thì tại sao cái việc mà truy vết hay là truy xuất cái nguồn gốc là cần thiết? Thì các yêu cầu có thể thay đổi bất kỳ trong suốt cái thời gian tồn tại của sản phẩm. Và nếu các yêu cầu được truy xuất nguồn gốc hay là truy vết một cách rõ ràng thì sau khi có cái thay đổi xảy ra thì có thể dễ dàng tìm được các cái thành phần thay đổi của hệ thống và chúng ta sẽ xem xét trước hết là các cái nhu cầu của người sử dụng thì có thể chuyển các cái yêu cầu thành là các cái yêu cầu của phần mềm và các cái yêu cầu của phần mềm thì chuyển thành là các cái sản phẩm có thể làm việc được. Và trong suốt cái quá trình này thì chúng ta có thể thực hiện tinh chỉnh thay đổi đối với các sản phẩm cũng như là các cái yêu cầu phần mềm có thể là thực hiện thay đổi và cái nhu cầu của cái khách hàng cũng có thể thực hiện thay đổi và điều này thì sẽ dẫn đến là có những cái thay đổi phát sinh trong các cái tài liệu về yêu cầu phần mềm các cái sản phẩm cũng như là nhu cầu sử dụng và các cái yêu cầu phần mềm thì có thể uh, tạo ra các cái test case và các cái use case cũng như là các cái user requirements để có thể quản lý được các cái thay đổi, yêu cầu và trạng thái của yêu cầu. Thì khi yêu cầu thay đổi thì sẽ xem xét thứ tự ưu tiên của yêu cầu đến từ quan điểm khác nhau và thay đổi trong cái quá trình phát triển. Khách hàng có thể xác định các yêu cầu từ góc độ kinh doanh mà mâu thuẫn với yêu cầu của người dùng cuối và môi trường kinh doanh và kỹ thuật của hệ thống thay đổi trong cái quá trình phát triển. Thì quy trình thay đổi yêu cầu thứ nhất là các cái vấn đề đã được nhận diện. Sau đó phân tích vấn đề và thay đổi các cái đặc tả. Tiếp đến sẽ thay đổi cái phân tích và cái chi phí đi kèm. Thay đổi cái cài đặt và xét xét cái yêu cầu. Thì ở đây thì sau khi đã trải qua được ba cái bước đó là từ cái việc là phân tích và thay đổi đặc tả và thay đổi cái phân tích và chi phí cũng như là thay đổi cài đặt thì chúng ta cho ra được các cái yêu cầu đã được sót xét Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về requirement clarifying tức là làm rõ các cái yêu cầu requirement clarifying là làm rõ yêu cầu. Thì quản lý dự án sẽ trình bày cái tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm cho các thành viên trong đội và các cái thành viên trong đội sẽ tự nghiên cứu các cái tài liệu liên quan bằng cách là tiếp cận từ trên xuống. Có thể sử dụng danh sách kiểm tra, xem xét, SRS và làm rõ các cái mục không rõ ràng bằng cách là sử dụng các cái bản câu hỏi thì uh, trong bản câu hỏi và trả lời thì có thể đưa vào xác định các cái chi tiết và thảo luận với các thành viên khác để làm rõ hoặc là xác nhận sự hiểu biết của uh, các cái thành viên về các cái yêu cầu ở trong cái tài liệu đặt tả yêu cầu về phương pháp làm việc thực hiện truyền thông thì có thể thực hiện trao đổi trực tiếp hoặc là trao đổi thông qua đội nhóm thông báo cho PM tức là quản lý dự án, à, team lead tức là cái người à, trưởng nhóm, BA à, tức là người về à, phân tích nghiệp vụ về bất kỳ những xung đột yêu cầu nào nếu có hoặc có có thay đổi so với các cái phiên bản trước khi gặp các cái vấn đề khi tìm hiểu tài liệu SRS thì chúng ta có thể đưa ra các cái câu hỏi và tìm hiểu các câu trả lời. Vậy thì tại sao mà chúng ta cần phải có QA? Thì vấn đề đơn giản đó là có được cái sự hiểu biết và muốn cho cái kiến thức và phải học hỏi. Ở đây thì chúng ta thấy hình ảnh con voi thì như thế này thì chúng ta muốn làm rõ hơn cái hình ảnh chi tiết của con voi sau khi uh, nhận được từ cái tài liệu SRS thì chúng ta có thể đặt thêm các cái câu hỏi để nhận được các cái câu trả lời và hình thành ra được cái hình ảnh thực tế của con voi trong tự nhiên vậy làm thế nào để có thể có cái QA có hiệu quả thì chúng ta sẽ xác định vấn đề ở đây thì vẫn không rõ ràng và có được để biết thêm thông tin và kiểm tra trong tất cả các tài liệu mà khách hàng cung cấp để đảm bảo câu hỏi của chúng ta đã không được giải quyết. Với cái câu hỏi kỹ thuật, kiểm tra đội nhóm và công ty hỏi Google để giải quyết trước khi chúng ta đưa ra hỏi cung cấp các cái tham chiếu chéo rõ ràng và hoàn toàn đính kèm màn hình mẫu là giới thiệu gợi ý của chúng ta nếu có chuyển đổi câu hỏi z yes, no, tức là đồng ý hay không hoặc các loại trách nghiệm nếu có thể trong cái QA thì cho thời hạn mà chúng ta muốn nhận được câu trả lời nếu không có câu trả lời đến thời hạn thì tác động đó là gì và hãy đọc lại các cái câu hỏi trước khi gửi khi thực hiện QA thì sẽ nên tập trung vào cái câu hỏi cho ý tưởng được truyền đạt bằng lời dễ nghe có thể là có lẽ và nói chung hãy hỏi trưởng nhóm những thắc mắc trước khi xử lý để chúng ta có thể thiết kế hoặc là mã hóa mâu thuẫn giữa yêu cầu đọc ma trận yêu cầu khi gặp các cái giả định chỉ cần hỏi PM hoặc là trưởng nhóm. Follow up question and answer thì theo dõi cái lịch sử cuộc thảo luận. Nếu câu hỏi của chúng ta không được trả lời hoặc nó có ảnh hưởng đến nhiệm vụ của chúng ta thì phải được báo cáo cho cái quản lý dự án hoặc là trưởng nhóm ngay lập tức. Hãy nhớ quản lý của chúng ta hoặc là khách hàng thì rất là bận rộn. Vì vậy nó là cần thiết để nhắc nhở họ về các cái vấn đề phát sinh hàng ngày, hàng tuần. Nếu không thì nhiệm vụ của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng lớn. Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét những cái vấn đề chung, tức là Common Practices and Problems. Đầu tiên đó là yêu cầu không rõ ràng, không hiểu ý của khách hàng Thứ hai đó là phân tích yêu cầu không được ghi lại một cách tập trung và điều này dễ gây ra hiểu lầm. Và ba là làm thế nào để có thể xác minh được sự hiểu biết của các thành viên ở trong nhóm về các yêu cầu. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì? Trước hết là sẽ bảo trì SAS tức là tài liệu đặc tả các yêu cầu phần mềm. Thứ hai giao tiếp với khách hàng thường xuyên hơn và thứ ba đừng làm giả phải xác nhận với khách hàng về mặt kỹ thuật nhiều hơn và nhiều hơn nữa về những gì vẫn còn không rõ ràng hoặc là quá chung chung và nên liên quan đến tất cả các thành viên để điều tra yêu cầu từ đầu của dự án tiến hành cuộc họp để xác minh những yêu cầu chưa rõ ràng và một cuộc họp để giới thiệu các cái yêu cầu và thiết kế. Cuộc họp khác để xác nhận cái sự hiểu biết của các thành viên ở trong nhóm đối với các yêu cầu và mỗi thành viên phải trình bày cái sự hiểu biết của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét chuẩn bị cho workshop 2 thì từ các yêu cầu của workshop 1, nhóm sẽ thực hiện quy trình quản lý yêu cầu sao cho hiệu quả. Trong này sẽ tạo ra bảng question and answer và cái ship về quản lý các yêu cầu để giúp là quản lý và theo dõi các yêu cầu được hiệu quả hơn. Như vậy chúng ta đã kết thúc nội dung của bài học thì trong bài học đã tìm hiểu về quy trình xử lý yêu cầu và làm rõ hơn các yêu cầu trong cái quá trình phân tích và thực hiện cũng như là một số các vấn đề thường gặp. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn.